quay giờ bên đây tổng cộng lại kêu tôi quay mấy phải mấy chậm đi chơi có chơi tiếp chơi bây giờ anh đứng đó có gì em mời em qua bên đây anh này phải để anh bên kia sáng tạm thì bên này sáng tạm chứ bên này bên kia không có gì. Bao nhiêu tiền em? Dạ xe cũng là 25 triệu. Em cho em bằng giá nhỏ nha. Tiền này cũng được không ạ? Dạ tiền nào cũng được, anh miễn tiền 5 đồng mà tiền nhỏ. 3.000. Em gửi anh 100 đồng và một tờ vé. Tiền này có tiền thật không em? Dạ anh cứ kiểm tra. Tại vì nghe nói em nói tiền này lâu lắm rồi không có lưu hình, mình không biết là tiền này thật hay giả. Đúng rồi, tại vì ngân hàng nhà nước